Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Ricochet Squad là tựa game nhập vai bắn súng 3v3, cực kỳ hấp dẫn, chắc chắn sẽ mang đến những trận đấu cực kỳ căng thẳng, nảy lửa. Các trận đấu trong game diễn ra với tốc độ cao, đòi hỏi bạn phải cực kỳ tập trung nếu không muốn đội hình đánh mất lợi thế. Nhiệm vụ của người chơi ngoài việc hạ gục đối phương nhanh chóng, còn phải chiếm mục tiêu yêu cầu để giành chiến thắng. Ricochet Squad mang đến 6 nhân vật với đa dạng phong cách chiến đấu khác nhau cho những người chơi thỏa sức lựa chọn. Mỗi nhân vật sở hữu vũ khí và một bộ kỹ năng riêng biệt, gồm một skill thường và một tuyệt chiêu, biến mỗi trận chiến trở thành sân chơi hoành tráng cho game thủ trổ tài, thể hiện kỹ năng. Phần bản đồ trong game được thiết kế chỉnh chu, rộng lớn với nhiều chướng ngại vật có thể tận dụng để ẩn nấp. Cơ chế bắn sẽ không quá hardcore khi nhân vật sẽ tự động tấn công khi đối phương ở trong tầm. Do đó, người chơi chỉ cần sử dụng skill nhân vật thật chuẩn xác và di chuyển tránh né liên tục. Khi chết thì nhân vật sẽ được hồi sinh lại ở căn cứ để tiếp tục chiến đấu. Để được tính là chiếm được mục tiêu, bạn cần phải hạ gục tất cả kẻ địch đang đứng trong phạm vi xung quanh mục tiêu đó. Giữ vững khu vực chiếm đóng đến khi hết thời gian thì đội bạn sẽ giành được chiến thắng. Ngoài ra, khu vực thuộc quyền chiếm giữ của đội nào cũng sẽ giúp các thành viên đội đó hồi máu khi không có giao tranh. Trò chơi hướng đến sự cạnh tranh công bằng, thắng bại đều phụ thuộc tại kỹ năng nên sẽ không nhấn mạnh vào các tính năng bồi dưỡng nâng cấp, vì thế sẽ không xảy ra hiện tượng chênh lệch giữa dân cày chay và dân cày mặn. Ricochet Squad sẽ cực kỳ phù hợp với những ai đang tìm kiếm một tựa game bắn súng dung lượng vừa nhưng lối chơi vẫn đủ hấp dẫn, lôi cuốn. Các đặc điểm đặc sắc của game: đồ họa 3D sắc nét tái hiện sống động những trận đấu súng căng thẳng rực lửa. Hệ thống nhân vật đa dạng, mỗi người mang một phong cách chiến đấu riêng. Chiến đấu mãn nhãn, vận dụng khả năng di chuyển tool skill để kết liễu kẻ thù. Chiếm cứ mục tiêu yêu cầu để giành lấy chiến thắng chung cuộc. Lối chơi công bằng, thắng bại tại kỹ năng. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?